Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đốm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định với bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Thưa quý vị, tình hình ở Trung Đông ngày càng phức tạp và như là một thùng thuốc súng nổ bất cứ lúc nào. Trong khi đó thì Hamas, tức là người đã chiếm cái dải Gaza vào năm 2007 với chủ trương là phải quét sạch người Do Thái ra khỏi bản đồ quốc tế. Vì thế cho nên mới hôm thứ Tư bắt đầu mở một cuộc pháo kích bằng phi đạn và hỏa tiễn vào lãnh thổ của Israel, buộc Israel phải tấn công trở lại, phải phản kích và đã oanh kích rất nhiều. Trong suốt trong 6 ngày qua thì đã có 90 người Palestine bị chết ở tại dải Gaza, và so sánh với lại 3 người Do Thái thiệt mạng. Cho nên người Do Thái 84% nó đồng ý việc tấn công vào Hamas, và 30% nói rằng sẽ đưa quân vào Gaza, 19% thì nói rằng cố gắng để tạo một cái thỏa hiệp ngưng bắn với Hamas. Nhưng vào ngày 19 thì Hamas đã bắn 45 hỏa tiễn vào phía Israel. Trong khi đó, Israel đã ném bom 80 vị trí của Hamas, kể cả đường hầm ngầm mà chuyển lậu vũ khí cũng như là thực phẩm và hàng hóa từ Ai Cập cho tới Gaza. Thưa quý vị, như vậy thì Ai Cập đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa lại hai bên để đến một cái thỏa hiệp. Cho nên họ cố gắng dàn xếp một cái chuyện ngưng bắn. Và hiện nay thì lãnh tụ của Hamas và lãnh tụ của Jihad, tức là một cái tổ chức nữa ở tại Gaza, đã có mặt tại Cairo để chuẩn bị đàm phán. Trong khi đó thì phái đoàn của Israel sẽ tới mà chưa xác định là vào lúc nào. Tuy nhiên, cuộc hai bên đã đưa ra những đòi hỏi mà tôi cho rằng có thể khó thỏa hiệp. Ở phía Hamas thì họ đòi là phải chấm dứt xâm lăng, Israel phải chấm dứt xâm lăng, chấm dứt các vụ ám sát, chấm dứt phong tỏa Gaza. Đó là những điều kiện rất khó khăn đối với Israel. Ngược lại thì Israel nói rằng nếu mà Hamas không bắn phi đạn, hỏa tiễn và điều khiển khủng bố từ Gaza thì cái chuyện mà tấn công vào dải Gaza coi như không được nói tới. Trong khi đó thì họ đã kêu gọi, Israel đã kêu 750.000 quân trừ bị, và hiện nay thì đã hơn một nửa người đã đến trình diện và sẵn sàng để tấn công vào dải Gaza bằng lực, bằng bộ binh. Thưa quý vị, thì như vậy quốc tế đã có phản ứng như thế nào? Ông Obama, Tổng thống Obama đã nói rằng Israel không nên tấn công vào dải Gaza. Trong khi đó thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã trên đường đến thủ đô Cairo để mà thúc đẩy cái việc dàn xếp một cái thỏa ngưng bắn. Nhưng thưa quý vị, chuyện đó có thể được hay không? Quả thực rằng rất khó khăn. Bởi vì khi mà Hamas bắn vào Israel thì không ai phản đối cả, không ai chống lại. Bởi vì cái cuộc xung đột này là khởi đầu là do Hamas gây ra. Nhưng mà ngược lại thì cứ ngăn cản, cứ lên án Israel là đã tấn công, đã pháo kích, đã tấn công vào dải Gaza. Thưa quý vị, tôi cho đó cũng là một cái điều mà chúng ta có thể coi như là không được công bình đối với một dân tộc nhỏ bé như Israel. Thưa quý vị, về phía Ai Cập thì họ đang ủng hộ Gaza. Ngày 20 tháng 11 thì ông thủ tướng của Ai Cập sẽ cùng với các ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập đã đến Gaza để ủng hộ người Palestine. Như vậy, nếu cứ giữ định kiến đó hoài thì câu chuyện ngưng bắn giữa hai bên sẽ không khó xảy ra. Và cuộc chiến giữa người Israel và
khó lòng chấm dứt nếu không đạt được một thỏa hiệp hòa bình cùng với thẩm quyền Palestine, tức là ông Chủ tịch Mahmoud Abbas. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem.